Dù cả nước đang phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn luôn tìm mọi cách để thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng ngày một tinh vi. Do đó, song song với việc tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng không lơ là công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu. Qua công tác kiểm tra theo dõi, giám sát, lực lượng chức năng huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại nhập lậu, thưa quý vị. Cụ thể, vào khoảng từ 0 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng ngày 21 tháng 6, hai tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang làm nhiệm vụ. Khi đến khu trồng hoa màu thuộc ấp 1 và ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thì phát hiện 5 nhóm người mang vác các bao màu đen nghi là hàng lậu. Thấy lực lượng tuần tra, các đối tượng đã bỏ lại các bao hàng và lợi dụng đêm tối chạy thoát thân. Qua kiểm tra, các bao hàng mà đối tượng bỏ lại hiện trường có khoảng 3.500 gói thuốc lá ngoại, một xe gắn máy cũ. Cũng trong đêm qua, tổ công tác của đồn biên phòng Cầu Muống tại ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng dùng hai xe gắn máy cũ vận chuyển 1.080 gói thuốc lá ngoại. Tổ công tác đã đưa người, tang vật và phương tiện về đồn lập hồ sơ xử lý theo quy định.